Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua carbon. Các bác nếu mà chơi xe hay theo dõi xe đạp lâu thì cũng có thể biết đến khái niệm carbon lâu lên. Nó là một chiếc xe đạp full carbon và không có thương hiệu. Nó là một carbon trần, một loại khung carbon trần. Thì hôm nay em về một chiếc xe rất là đẹp để gửi đến các bác. Một chiếc xe được sử dụng bộ chuyển động full của Duajay, nó là loại phụ tùng cao cấp nhất của dòng xe đua của dòng Shimano rồi. Và cặp vành cao bản cũng là carbon luôn. Trọng lượng xe thì cực kỳ là nhẹ, chỉ khoảng 8-9 cân. Toàn bộ khung này các bác nhìn này, carbon trần vẫn còn nguyên vân. Vân carbon được phủ bóng, nó là carbon trần được phủ bóng. Thiết kế cực kỳ là đẹp. Rất thì là khung một cách bo khung rất là đẹp này. Khung dẹp khí động học, toàn bộ dây thì được chạy âm sườn rất là cứng cáp. Full carbon hết từ khung càng rồi cặp vành cao bản, full hết carbon. Vành cao bản cũng rất là đẹp, đi vòng cuối lủ. Khung có sẵn hai lỗ để bắt phanh đĩa này. Sau này các bác có điều kiện mà muốn đổi thì phanh đĩa thì đổi máy ư thành cái loại phanh đĩa. Thì cái xe này nó cũng bắt được phanh đĩa, nâng cấp được. Sử dụng bộ chuyển động để sau đua dây và phía trước cũng đua dây full một bộ chuyển động của dòng phụ tùng cao cấp nhất của dòng Shimano rồi, hơn cả Ultega. Máy lắc trên cũng đua dây và phanh ba mảnh. Bánh trước vi vòng rất là đẹp, vân carbon các bạn nhìn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74-75 thì phù hợp. Chuyển động cực kỳ mượt mà. Trên kia đếm lít, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lít, 10 thằng lít 2 đĩa cho 20 tốc độ. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 21.800.000. Một mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp full carbon siêu nhẹ và được sử dụng bộ chuyển động cao cấp nhất của dòng Shimano là dòng Duajay. Và mức giá là 21.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.